Thưa các anh chị, ở trên thị trường chứng khoán của chúng ta, việc có được kiến thức đầu tư tốt là một cái nền tảng rất là vững chắc để có thể thành công. Tuy vậy, đó chỉ là yếu tố cần thôi. Còn cái yếu tố đủ ở đây là gì? Đó chính là cái tâm lý của nhà đầu tư. Nó phải thực sự vững, nó phải thực sự đúng. Thì lúc đó, kết hợp với cái kiến thức đầu tư thì nó mới đưa ra được một cái kết quả hiệu quả cao. Thì cùng thì hai người có cái kiến thức về phân tích, về định giá có thể tương đồng nhau, nhưng mà hiệu quả lại khác nhau rất nhiều. Thì một trong những cái ảnh hưởng rất lớn chính là tâm lý nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán. Và hôm nay thì ở cái chương trình AZ Talk thứ 3 thì tôi là Phục và bên cạnh tôi đây là bạn Minh, chuyên viên phân tích của AZ Fin Việt Nam, sẽ cùng chia sẻ đến quý vị về cái tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường và đặc biệt là cái phương pháp khắc phục cái tâm lý này như thế nào. Thì sau đây chúng ta sẽ vào nội dung gồm những cái phần như sau. Phần 1 là điểm qua về cái nhà đầu tư cá nhân một chút. Thứ hai là thực trạng trên thị trường chứng khoán. Thứ ba là lý do cho những cái thực trạng đó. Và thứ tư là cái cách khắc phục như thế nào. Thứ năm là cái chiến lược đầu tư. Thì ở đây bạn Minh sẽ chia sẻ về cái tích sản cổ phiếu một chút. Và thứ sáu là thị trường chứng khoán Việt Nam quá khứ, hiện tại, vân vân như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào cái nội dung đầu tiên, đó là đôi nét về nhà đầu tư cá nhân ở thị trường chứng khoán Việt Nam như thế nào. Thì tin mời Minh chia sẻ với các anh chị em. Vâng, xin chào mọi người ạ. Mọi người có thể thấy là đây là thống kê vào ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. Thì nhà đầu tư cá nhân của chúng ta chiếm đến đâu đấy hơn 99% số tài khoản và hơn 75% thanh khoản toàn thị trường chứng khoán Việt Nam. Tức là nghĩa là về cơ bản là thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta hiện nay là toàn nhà đầu tư cá nhân. Chúng ta bắt đầu năm 2000 với số điểm là 100 điểm. Thì sau đến năm nay là sau 21 năm thì thị trường đã tăng lên 1.400, tính cả cổ tức thì nó phải sắp xỉ 2.000 đấy. Vâng, đúng rồi. Thì lợi suất đã 15% một năm, nhưng mà theo thống kê thì cũng đến hơn 95% nhà đầu tư cá nhân là thua lỗ. Và ngay cả trong những lúc mà thị trường tăng giá như vậy thì cũng đến 50% nhà đầu tư là bị lỗ, tức là chưa bàn đến cái việc là những nhà đầu tư lãi có thể còn thua cả thị trường. Thì trong 9 tháng vừa qua thì tôi cũng có thống kê ở một số công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam thì đâu đó có 77% nhà đầu tư thua lỗ từ đầu năm 2021 đến nay, tức là index đâu đó tăng khoảng 25-26%, nhưng mà vẫn có tới 77% nhà đầu tư thua lỗ. Thì đấy là cái đặc điểm về những nhà đầu tư cá nhân ở Việt Nam, đúng không? Rất đông đảo, nhưng mà đồng thời họ cũng là những cái miếng mồi ngon cho những cái số còn lại, đúng không? Tiếp theo thì vậy thì thực trạng vì sao mà nhà đầu tư cá nhân lại thường thua lỗ như thế? Thì sau đây mới mình có thể chia sẻ với quý nhà đầu tư. Vâng, có thể mọi người đọc slide này mọi người sẽ thấy được là bản thân mình trong đấy. Đây là những cái rất là thường gặp. Ví dụ như là chúng ta đôi khi chúng ta giữ những cổ phiếu lỗ rất sâu, lỗ 20-30%, chúng ta không bán, nhưng mà có những cổ phiếu chúng ta chỉ lời được tầm 3-4% là chúng ta bán, nhưng mà sau đó cổ phiếu chạy 20-30%, thậm chí 50-100%. Như vậy là gồng lỗ rất tốt, đúng không? Lãi một chút thì sướng quá không chịu được, đúng không? Gọi là gồng lãi khó gồng lỗ. Tiếp đến là ví dụ như là cổ phiếu chúng ta nhiều nhất danh mục thì nó không tăng hoặc thậm chí là chúng ta thua lỗ, nhưng mà những cổ phiếu rất ít thì lãi rất cao. Và chúng ta thấy hay thấy trên những cái zoom anh phục thì họ luôn chủ cổ phiếu tăng rất nhiều, nhưng ra có khi là cái tỷ lệ của cổ phiếu đấy trong danh mục nó rất bé và tổng cả danh mục thì bị âm. Thì hôm qua tôi cũng được một số nhà đầu tư chia sẻ trong danh mục của họ FPT nó ít nhất, họ bảo đâu có tí xíu, thế mà lợi nhuận thì cả 100%, trong khi các cái cổ phiếu khác chẳng hạn thì họ giữ nhiều hơn thì lợi nhuận vẫn thấp. Đó thì đây là một thực trạng cũng rất phổ biến. Hoặc là ví dụ là chúng ta tưởng là mua trúng đỉnh và cắt đúng đáy, đấy là cái rất hay gặp. Hoặc là vừa mua xong thì cổ phiếu giảm, hoặc là mua xong là cả thị trường chung giảm luôn. Với là vấn đề margin, đây là vấn đề mà chúng ta thấy nhiều nhất, chúng ta hay gọi là full margin ở đỉnh ấy. Thì là những cái rất hay gặp. Hoặc là ví dụ như là chúng ta đầu tư bình thường là chúng ta có những cái app đầu tư ảo, thì khi đầu tư ảo chúng ta lời rất tốt, nhưng mà khi đầu tư thật thì là lại tỷ suất không thế, thậm chí là lỗ lớn.
hoặc là có người bạn phím hàng, tức là khi mà phím thì mình không nghe, mình không tin, nhưng mà sau thấy cổ phiếu nó tăng rất mạnh, là sau nó phím thì mình mua thì lại lỗ rất sâu. Thì đấy là những cái chúng ta thường gặp, hoặc là sau một loạt như thế chúng ta mua ra bán vào, nhiều người cảm thấy mệt mỏi quá rồi. Chúng ta bảo những nhà đầu tư huyền thoại là mua và nắm giữ dài hạn, thì chúng ta tích lũy liên tục mua cổ phiếu, những cổ phiếu càng giảm, thậm chí những công ty rất nổi tiếng đúng không anh, Cotecon hay là kể cả Jiwon, đó là những tập đoàn rất nổi tiếng về các ngành của họ, nhưng mà chúng ta mua thì cổ phiếu luôn luôn giảm xuống mà không hiểu lý do tại sao. Vâng, thì trên đây là mình cũng đưa ra những cái thực trạng mà đâu đó tôi tin rằng nhà đầu tư nào cũng đã từng rơi phải ít nhất là một vài trong 8 cái này. Và riêng cá nhân tôi thì trong quá khứ tôi rơi vào cả 8 cái này đó. Đúng ạ, có những cái cổ phiếu tôi giữ cả năm, 2 năm nó không tăng, tôi ức quá tôi bán ra, bán xong tăng rất mạnh đó. Hay là nhiều cổ phiếu mà mình giữ rất ít, mình nghĩ rằng nó không tăng mạnh, ngày kia mình giữ rất ít thì cuối cùng nó tăng giá rất là khủng. Ngược lại có những cổ phiếu mình dồn rất nhiều vào đó thì đó lại lãi rất ít hoặc là thua lỗ, đúng không? Thì đây là một cái thực trạng mà chung đối với những nhà đầu tư cá nhân, chứ không nhất thiết là đối với những nhà một ai cả, và không nhất thiết đối với những nhà đầu tư mới đâu. Thậm chí những nhà đầu tư 10 năm vẫn mắc phải là một điều hết sức bình thường. Chính vì thế nó khiến cho cái hiệu quả đầu tư của nhà đầu tư cá nhân về cơ bản rất thấp, như thống kê đã thấy đấy, có đến hơn 90% nhà đầu tư thua lỗ, đúng không ạ? Vậy thì ở đấy là ở Việt Nam, vậy còn ở trên thế giới thì anh Minh có thể chia sẻ một cái trường hợp nào đến với quý nhà đầu tư được không? Thị trường Việt Nam là một thị trường gần như là mới nổi, thì cái thống kê nó chưa đủ mẫu, nhưng ví dụ chúng ta nhìn sang Đài Loan chẳng hạn, mọi người tham gia cổ phiếu thì thường là đúng văn phục, mọi người hay chia sẻ là muốn mua sữa cho con hay là muốn kiếm thêm tí tiền lương, tức là mọi người luôn luôn quan tâm những vấn đề rất là ngắn hạn và chết đinh hàng ngày. Thì đây là một thống kê của thị trường Đài Loan, tức là sau 15 năm thì đến 99% chất đơn là lỗ. Tức là tỷ lệ, nếu mà xét theo phân phối chuẩn, tức là theo thống kê, thì chúng ta đôi lúc không biết là cái người mà lãi sau 15 năm thực sự là do khả năng hay là do may mắn. Nên là cái tỷ lệ đấy nó rất thấp về việc chất đinh hàng ngày có thể lãi. Quay về thị trường Việt Nam thì đấy, như đã bàn luận là chúng ta tăng đến 15% một năm, nhưng mà hầu hết mọi người cá nhân là thua lỗ. Chúng ta nhắc đến chứng khoán là chúng ta luôn nghĩ đến là bán nhà bán cửa và đấy, cờ bạc, đúng không? Vâng, thì đây là một cái nghiên cứu của cái trường kinh doanh California, cái trường Berkeley, thì nghiên cứu ở thị trường Đài Loan từ năm 1992 đến năm 2006. Thì ý ở đây là 99% trader lỗ, tức là mỗi năm ấy thì chỉ có khoảng độ đâu đó 5% nhà đầu tư hiệu quả thôi, nhưng mà kéo dài cả 15 năm thì đâu đó 100 ông thì chỉ có một ông thắng thôi, còn lại thì 99 ông lỗ trong cái 15 năm đó. Tức là 15 năm thì đánh bại thị trường chỉ ở được 1% mà thôi, đúng không? Đấy, thì ở Việt Nam thì cái việc thống kê nó cũng có cái gì đó nó rất là tương đồng, rất là tương đồng. Thì ở trên đây là tôi có thống kê 6 tháng 2021 thì có 69,23% nhà đầu tư thua lỗ, nhưng mà kéo đến tháng 9 thì là sau một cái quý vừa rồi mất mát ấy, thì số đầu cao rất nhiều, đúng không ạ? Số nhà đầu tư chứng khoán lỗ đã lên đến 77% rồi. Thì đây là một cái không những ở Việt Nam mà ở chung trên toàn thế giới, đúng không ạ? Rồi tiếp theo, vậy thì lý do gì mà khiến cho nhà đầu tư lại bị hiệu quả kém như thế, đặc biệt là những cái nhà đầu tư mà hay chết đi? Xin mời Minh. Quay về câu chuyện đấy là câu chuyện tâm lý đám đông, thì mọi người có thể nhìn thấy cái hình biếm họa rất là hay, tức là nói bằng một câu là Excel thôi thì mọi người đã có thể dịch là thành bán được, và từ bán là cũng có thể thành mua được. Tức là khi mà, nhất là mọi người thấy nhá, khi mà tin tức nó tích cực thì cái sự tích cực đấy nó được lan tỏa ra một cách đôi khi rất là phi lý nhưng chúng ta không hề nhận ra. Hoặc là khi mà thời điểm nó tiêu cực thì tất cả mọi dự phóng hay là mọi dự báo của tất cả các bên nó đều tiêu cực, thường là nó sẽ vượt quá cả thực tế. Thì nếu mà chúng ta không có tư duy một cách độc lập và không có luận điểm đầu tư rõ ràng thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị cuốn theo cái đám đông đấy và dẫn đến hành động sai lầm. Vâng, cái tâm lý đám đông này nó rất nguy hiểm, đặc biệt là ngay cả tôi cũng thế thôi. Nếu mà cho dù tôi hơn 14 năm đầu tư thị trường chứng khoán rồi, nếu mà tôi mẹ cứ lên mạng tôi đọc hết trường phái này người kia, tôi đọc đủ thứ thì tôi sẽ bị loạn cao cả. Rồi đôi lúc khi mọi thông tin xấu nhất đưa ra thì thường nó lại tạo đáy cơ. Đó, truyền thông nhiều lúc là bị định hướng dư luận là như thế. Thế thành ra nếu mà chúng ta dựa vào những cái đám đông đó thì chúng ta thường hay cắt lỗ đúng đáy, và chúng ta lại đu đúng đỉnh.
Và cái tâm lý đám đông nó rất nguy hại như mình vừa chia sẻ. Lúc nó lên thì nó lên quá đà. Ví dụ như 2008, 2007, 2008, rồi 2018, đúng không? Lên quá đà, hay lúc xuống nó quá đà. Như là tháng 3 năm 2009 đâu về còn 234.5 điểm. Thì đến tháng 3 năm 2020 chẳng hạn, thì chỉ số đâu đó cũng về rất thấp, 650 điểm, tức là giảm một nửa so với cái đỉnh năm 2018. Thì đó, khi có cái tâm lý đám đông này thì nó sẽ rất nguy hại nếu nhà đầu tư mà đua theo, tức là sẽ bị thị trường dắt mũi đấy. Bị thị trường dắt mũi thì khi đó cái việc thua lỗ là một điều khó tránh khỏi, kể cả có thắng thì chắc tỷ suất cũng không thể bằng thị trường. Sau đây thì anh Minh có thể chia sẻ thêm về các cái lý do vì sao mà nhà đầu tư cái tâm lý đám đông nó lại nguy hại và nó lại ảnh hưởng như vậy. Thì cái hiệu ứng đầu tiên, hiệu ứng của gần như tất cả chúng ta đều mắc phải, đó là ảo tưởng sức mạnh. Ví dụ như là mọi người thấy là đôi khi mà mình vào mình mua nhá, thường thường người mới tại sao lại luôn luôn thắng, bởi vì mọi người khi mà mới đầu tư mọi người không có phương pháp gì cả, và mọi người luôn vào lúc thị trường nó rất nóng và mọi người tham gia vào cổ phiếu đầu cơ thì tiền bắt đầu mọi người rất bé, nên là mọi người luôn luôn lãi được 10-20%. Và lúc đấy mọi người nghĩ là đầu tư nó rất dễ, hay là tôi có những anh bạn thậm chí là nghĩ là một tháng phải lời được 20-30%. Đấy, câu chuyện rất rất thường gặp, tức là đôi khi còn kéo cả Excel ra làm một cái bảng để xem là bao lâu sẽ có 1 triệu đô hay 1 tỷ đô rất nhanh. Hoặc là câu chuyện này, câu chuyện thứ hai là câu chuyện chúng ta gặp rất nhiều này, cũng không kém câu chuyện nhất, đó là đồng quyển sách hay. Thì thường thường sách thì mọi người đọc có thể là cũng là người mà tỷ phú biết thật đấy, nhưng mà cái vị thế người ta nó rất khác, và đôi khi chúng ta không thể hiểu được hết tất cả những thứ người ta viết trong đấy, chưa bàn đến là những câu chuyện, là có những quyển sách từ những ông tác giả mà ông ta chưa từng đầu tư bao giờ. Rồi thậm chí là ở một cái thị trường đâu đó, hoặc là ở cách đây khoảng 100 năm chẳng hạn, lắm lúc đó không phù hợp, đúng không ạ? Còn những cái lý do ở dưới gần như là ví dụ như mọi người bỏ công bỏ việc để đi trading hàng ngày, hoặc là mọi người dồn, chính vì mọi người bắt đầu lãi rất tốt 10-20%, mọi người dồn toàn bộ tiền của gia đình và bản thân vào gọi là win, thậm chí đi vay nợ, thì câu chuyện là mọi người sẽ thấy rất nhiều. Cái đấy là nó làm chúng ta hai áp lực, một là lãi vay, đúng không anh? Lãi vay thường rất cao và chúng ta luôn luôn kỳ vọng lợi nhuận, đôi khi nó phi lý. Khi mà các nhà đầu tư huyền thoại chỉ 15-30% một năm duy trì đều đặn, và một cái nữa khi chúng ta bỏ công bỏ việc thì đôi khi chúng ta chết cái dòng tiền, chúng ta chết kể cả hiệu quả trong đó nó không bằng công việc chính của chúng ta tham gia, đúng không anh? Chúng ta cầm 100 triệu một năm được 30% trong nữa thì nó chỉ được 30 triệu, mọi người chia 12 tháng nó không đáng bao nhiêu cả, và lúc đấy chúng ta bỏ công bỏ việc bỏ rất nhiều thứ. Vâng, thì cái câu chuyện này thì tôi cũng dính phải đâu đó hồi năm 2009-10, khi thị trường chứng khoán đi từ đáy tháng 3 năm 2009 đi lên, thì đâu đó tôi cũng kiếm được tiền tỷ từ thị trường chứng khoán. Mà lúc đó thì mới là sinh viên, thì tôi cũng nghĩ là mình là một thiên tài đầu tư, và với cái lợi suất rất là cao từ tay không mà kiếm được tiền tỷ thì tôi cũng cho rằng là mình cũng sẽ sớm trở thành tỷ phú đô la thôi. Nhưng mà cuối cùng đấy là những cái nó không phải là may mắn đâu, mà nó chính là những cái niềm thúc động cho chúng ta. Còn nếu quý vị nào cũng thế thôi, khi quý vị tham gia vào từ giữa năm 2020 chẳng hạn, hay đầu 2021, thì thấy ô cái chứng khoán kiếm tiền ngon quá, thế nào mà chúng ta mới đổ tất vào nó, chúng ta ảo tưởng cái chuyện đó, và cái việc thất bại là một cái điều nó rất dễ hiểu đối với trường hợp này. Và xin thưa quý vị, cái việc ảo tưởng này gần như là ai cũng mắc phải đấy, chứ không cứ gì riêng một nhà đầu tư nào đâu, đúng không ạ? Chúng ta cần phải nhận diện mình. Tiếp theo về cái lý do thứ hai, xin mời Minh. Đấy là thích dự báo thị trường, thì mọi người sẽ nhìn thấy câu chuyện của ngài Soros, là chính ngài cũng bị tâm lý đám đông ảnh hưởng khi mà cổ phiếu Mỹ vào những năm 87 định giá lên quá cao, tức là ngài cũng biết điều đấy, nhưng mà ngài lại nghĩ là nhìn sang Nhật Bản, tức là ngài cũng tìm lý do để tiếp tục bet tiếp, vì lúc đấy thị trường nó rất nóng, và sau đấy thì nó như quả lắc thì nó sẽ trở về vị trí cân bằng, và chính Soros cũng đã đây là một trong những vụ thua lỗ gọi là nặng nhất của Soros, 350 triệu đô. Thì quay về câu chuyện ở Việt Nam thì chúng ta thấy là có đôi khi có những cái diễn đàn nhận định thị trường hàng ngày, thậm chí là như anh Hùng và em biết là những có một vài nơi là còn soi cổ phiếu trong 5 phút, là mọi người luôn luôn muốn đoán bắt từng biến động một, nhưng mà cái việc đấy thì gần như là trên thế giới chưa có một thống kê nào mà chưa có một ai thành công từ đầu tư từ cái việc này trong thời hạn. Rồi đúng vậy, ngay cả nhà đầu tư huyền thoại như Soros cũng phải bay 350 triệu đô cái thời năm 1987 cơ, tức là nó tương đương với bây giờ hàng tỷ đô cơ, vì cái sự sai lầm đó thích dự báo thị trường.
và tôi đi trà đá hay tôi đi cà phê thì tôi rất hay nghe được những cái bàn bên cạnh họ, các chuyên gia dự báo thị trường theo hàng ngày, tôi nghĩ ngày mai tăng ngày kia giảm, tôi nghĩ Mỹ thế này thế kia, nhất là những người mới, đúng không ạ? Và đặc biệt những người đó là những người mới, đây là một điều gọi là rất nguy hiểm. Còn những người đầu tư lâu năm thì họ thường lại không nghĩ thế, họ thường không dự báo thị trường trong ngắn hạn, họ có một cái view lớn hơn thì nó dễ nhìn hơn. Thì tôi lấy ví dụ bây giờ Đông Anh có phải là một cái nơi gọi là đang đô thị hóa rất nhanh, đúng không? Nhưng quý vị có thể thấy rằng nếu mà chúng ta dự báo ngày mai liệu đất Đông Anh có tăng giá hay không thì sẽ không chắc chắn, có thể nó giảm một chút hoặc tăng một chút chứ. Nhưng mà chúng ta thử nhìn một cái tầm nhìn 3 năm, 5 năm, 7 năm thì về cơ bản khi đó chúng ta đầu tư đất không những ở Đông Anh mà các nơi khác cũng thế thôi, thì chúng ta sẽ biết là triển vọng nó sẽ có thể tăng trưởng mạnh hay không. Thì ngay cái chủ đề đất thì ví dụ nếu nhìn đất phố cổ 3 năm nữa, 5 năm nữa, 7 năm nữa thì chắc chắn tăng rất thấp rồi, không thể tăng nhanh được, bởi vì đô thị hóa nó đã đầy đủ rồi, nó đã full rồi, đúng không? Nhưng mà nhìn sang các cái huyện ví dụ như vùng lân cận ở hai bên sông mà vẫn còn tiềm năng tăng phát triển ấy, thì 3 năm nữa, 5 năm nữa thì tôi cho rằng là giá nó có thể tăng chẳng hạn. Vâng. Thì đấy là ví dụ câu chuyện ô tô, đúng không anh? Là vâng, bây giờ ô tô. Vâng. Đấy thì chứng khoán nó cũng tương tự như vậy. Vâng. Đấy, mọi người cứ bảo là đầu tư đất thì không lỗ, nhưng thực ra khi mọi người không bán được thì giá nó đã, về cơ bản nó đã sụt giảm rồi, có thể nó không bằng giá như chứng khoán thôi. Đúng rồi. Tiếp theo về cái lý do là tin vào chuyên gia tư vấn một cách mù quáng thì mình có thể chia sẻ chuyện này không? Thì ví dụ là cái đầu tiên mọi người có thể thấy là nghề nào nó cũng vậy, nó sẽ có người giỏi và người không, thì số giỏi luôn luôn rất ít. Thì nếu mà mình, kể cả mình mà mình không có kiến thức thì khi mà mình tin họ, mình sẽ tin hoàn toàn mù quáng, mình sẽ không biết được là ai giỏi hay không. Và cái thứ hai là kể cả người đấy rất giỏi chăng nữa thì thường là một chuyên gia người ta phải quan tâm quá là nhiều tài khoản thì chắc chắn là người ta cũng không thể sát sao được. Và một cái nữa là khi mà mình có cái dòng tiền và có mọi thứ tài chính nó khác người khác, và khi mà mình không được cụ thể như thế, chính mình còn không hiểu bản thân mình, thì làm sao mà có một chuyên gia nào có thể tư vấn và đi theo mình như thế được. Thì quay về câu chuyện là chúng ta phải khai thác họ với đúng cách, khai thác họ những cái rất là cơ bản về tài khoản, về thông tin, về hỗ trợ khách hàng, hơn là việc là nhờ họ tư vấn và chúng ta đặt được hết tất cả họ. Chúng ta phải có một cái xem đầu tư, và quan trọng là chúng ta phải có nền tảng cơ bản để xem cái cơ hội đó thực sự là có hay không. Vâng, đúng rồi, để chúng ta tin vào người khác thì chúng ta cũng cần phải có cơ sở để ăn tin, đúng không? Thì cụ Buffett có một câu đó nói rất nổi tiếng là phố Wall là nơi duy nhất những người đi xe Rolls Royce xin lời khuyên từ những người đi tàu điện ngầm, đúng không? Thì về cơ bản là không phải chuyên gia tư vấn nào cũng là những người giỏi cả, và thậm chí tôi cho rằng tỷ lệ nó còn rất thấp cơ, tỷ lệ còn rất thấp cơ, đó. Đó, rồi là họ thì cũng phải chăm sóc hàng trăm ngàn tài khoản, thậm chí có người chăm cả ngàn tài khoản. Thì như vậy làm sao họ có thể sát sao được, đúng không? Thì như vậy là chúng ta cần phải khai thác họ một cách đúng đắn như mình có chia sẻ ở trên này, đúng không? Tiếp theo, có một cái vì sao mà lại dựa vào tin nội gián mà nó lại không hiệu quả. Đó, tôi thấy rất nhiều người rồi, rất nhiều người chia sẻ với tôi là ông anh tôi bảo hay bà chị tôi bảo mua đi là chắc chắn nó sẽ tăng đấy, rồi vân vân. Thì mình có thể chia sẻ vấn đề này được không? Đây là gần như đây là một trong những thứ mà chúng ta gặp nhiều nhất trên thị trường, thậm chí là trong trường đại học mọi người ạ. Mọi người luôn luôn nói là ý là cổ phiếu là phải biết tin nội gián nó có thể đánh bại thị trường. Nhưng mà sự thực nhé, nếu mà mọi người chắc gì mọi người khi nhận tin mọi người đã là người đầu tiên và chắc gì tin tức đấy đã đúng, kể cả là tin tức đấy đã đúng thì nếu mà mọi người không phải là người đầu tiên ạ, thì giá nó đã phản ánh gần như tất cả cái điều đấy rồi. Và đôi lúc ngay cả lái, đúng không anh Phục, ngay cả lái đôi lúc thua lỗ chứ không được. Đúng. Và cái quan trọng nhất là những cổ phiếu được có tin nội gián thì thường là cổ phiếu cơ bản rất kém mà không cũng chưa miễn phí, đúng không anh? Nếu mà khi mà ra thế thì người ta đã có mục đích, không ai tự nhiên một người không quen biết không tất cả thế mà lại đưa cho những cái tin để ngồi vào đầu như thế thì điều đấy là khá phi lý. Vâng, cái tỷ lệ tin nội gián mà nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể chiến thắng nó ít, không nhiều đâu, bởi vì về cơ bản rất đơn giản như này, những cái cổ phiếu mà có tin nội gián nhiều hay này kia thì thường là những cổ phiếu mang tính chất đánh đấm, lãnh đạo họ không tập trung vào kết quả kinh doanh đâu, chính vì thế cho nên là đầu tư vào nó cũng khá rủi ro. Bên cạnh đó thì đã gọi là những cái thông thường những cổ phiếu này thường có một đội lái. Nếu mà đội lái thì rất đơn giản thế này quý vị ạ, khi quý vị chưa ở trên tàu, chưa mua cổ phiếu thì rõ ràng họ nắm hàng ở trong tay thì họ có thể đẩy giá cổ phiếu tăng rất nhiều phiên, thậm chí 20-30%. Nhưng mà ngược lại, khi lần sau quý vị tin vào những cái đó, quý vị cứ nhảy vào quý vị mua xem, thì khi quý vị ngồi trên tàu nhiều ấy thì họ sẽ úp ra, họ bán cho quý vị vào đầu.
Đấy, và ngay cả nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã từng có một cái chia sẻ: với 1 triệu đô la và đầy đủ những cái thông tin nội gián cần thiết, bạn có thể trở nên khánh kiệt chỉ trong vòng 1 năm. Đó. Và đặc biệt là cái dựa vào nội gián, tức là nó không dựa trên cái cơ sở nền tảng của chúng ta, thì nó chỉ mang tính chất ngắn hạn và mang tính chất gì đó nó rất là rủi ro 50-50 thôi, đúng không? Kể cả chúng ta có thể ăn được một lần, nhưng mà lần thứ hai, lần thứ ba và xác suất gần như chúng ta sẽ thua nhiều hơn là kiếm được, và về dài hạn chắc chắn chúng ta sẽ chắc thắng. Cả được rồi. Rồi tiếp theo, một cái nguyên nhân rất là được quan tâm và mọi người, cái này gần như 100%, cái này là 100% mắc phải, kể cả những nhà đầu tư lâu năm này, thì tức là bị cảm xúc chi phối. Thì cái vấn đề này nó như thế nào, thì mời mình. Tức là cảm xúc chi phối là đây là vấn đề bản chất của con người đấy mọi người. Khi mà mọi người thấy giá sụt giảm rất mạnh thì ai cũng sợ, bất kể cái nhà đầu tư huyền thoại nào cũng sợ, và mọi người hầu hết đám đông sẽ bán ra bằng mọi giá, thậm chí là cổ phiếu rất rẻ. Tức là có một cái hay gặp trên thị trường này, tức là mua cổ phiếu rất rẻ rồi sau cổ phiếu sụt giảm, nhưng mà họ lại bảo là phải bán ra để mua lại. Để mua lại rẻ hơn, đúng không? Nhưng mà câu chuyện đặt ra là nếu mà họ đã dự đoán là thị trường xuống tiếp được, thì nếu mà họ dự đoán đúng được thì tại sao không bán ra ngay từ lúc cổ phiếu chưa sụt giảm đấy? Hoặc là thị trường tăng một cách điên cuồng thì bất chấp định giá cao, họ luôn luôn nghĩ là có thể tăng tiếp. Đôi khi chúng ta có câu là bán ra trong hoảng loạn, đúng không ạ? Thì em nghĩ là cũng có cái tương tự là mua vào trong hoảng loạn, là họ sợ cơ hội, luôn luôn sợ mất cơ hội, họ mua bất chấp cổ phiếu định giá cao bao nhiêu, họ nghĩ là họ sẽ thoát ra trước thị trường, và cũng không có một trường hợp đúng nào. Rồi, ở trên cái bảng giá chứng khoán ấy thì quý vị lưu ý nhé, nó có các cái màu, rõ ràng là cái màu này nó có ý đồ đấy. Khi quý vị nhìn thấy cái màu tím, rõ ràng màu tím trên bảng giá nó khác màu tím bên ngoài. Màu tím trên bảng giá nó làm cho người ta rất là vui vẻ, cái màu nó rất là dễ chịu ấy. Rồi là cái màu xanh của việc tăng ấy, thì nó cũng là một cái màu vô cùng dễ chịu, khiến con người ta hưng phấn lên, kích thích lên. Ngược lại cái màu đỏ hay cái màu sàn ấy, quý vị có thể nhìn thấy nó u ám, đúng không ạ? Nó buồn thiu ra. Thế thành ra nó cũng tác động vào cái tâm lý của nhà đầu tư. Bởi vậy cho nên một trong những cái mà chúng ta cần đó là phải cai cái bảng điện tử đi, đúng không? Phải kiềm chế cảm xúc của mình, và phải đầu tư cổ phiếu phải dựa trên cơ sở lý trí cơ, đó là trên các cái cơ sở về định giá vân vân, thì khi đó chúng ta mới có thể kiểm soát được cái cảm xúc của mình và mới có thể hiệu quả được, đúng không? Đó. Và khi đám đông hưng phấn nhất thì thường thị trường chứng khoán tăng, và khi đám đông chán nản nhất thì thường thị trường chứng khoán tạo đáy. Thì chia sẻ đến quý vị là như vậy, đúng không? Tiếp theo mình có thể chia sẻ về cách khắc phục được không? Cách khắc phục thì đầu tiên là chúng ta phải có một bất kỳ lĩnh vực nào, chúng ta phải có một tư duy là khác biệt, nhưng mà nó lại phải có cơ sở lĩnh vực, chứ không thể ảo tưởng được. Cái thứ hai là mình phải hiểu được cái vị thế của mình đầu tư, mình là người có nguồn tài chính như thế nào, vị thế như thế nào, và mình phù hợp như thế nào với cái mục tiêu đầu tư, chiến lược đầu tư. Và sau đấy là chúng ta phải dựa trên cơ sở logic và khoa học, và quan trọng nhất là đã kiểm chứng ở rất nhiều nơi cái cơ sở đấy là đúng, chứ không thể là một cách nghĩ ra một cách bừa bãi, và hoặc là làm một con robot, đúng không? Như ấy Zephin cũng đã đưa ra ba chữ rồi: tinh, tĩnh, tịch, đúng không? Chúng ta cần phải luyện được có cái tinh ở đây là tức là cái kiến thức tốt đấy, đúng không? Rồi chúng ta cần phải tránh xa được cái đám đông, chúng ta cần phải là độc lập, tư duy độc lập, đúng không ạ? Để lấy gọi là tĩnh đấy. Rồi tỉnh tức là chúng ta cần phải xác nhận được, chúng ta cần phải biết được lúc nào lên giá, lúc nào lên bật, lúc nào lên mạnh, lúc nào lên nhẹ, thì khi đó chúng ta mới có thể thành công được trên cái thị trường chứng khoán này, chứ không phải là chúng ta cứ thế nào và chúng ta chiến đấu là chúng ta thắng đâu ạ. Thì tôi thường chia sẻ với những người bạn của mình khi mới tham gia thị trường, tôi hỏi thế hiểu biết của các bạn như nào về thị trường chứng khoán, họ bảo là tôi cũng chả biết gì cả, đúng không ạ? Nếu chả biết gì thế thì tôi hỏi luôn, nếu không biết gì mà các vị cứ lao vào lung tung bung thế thì các vị liệu có thắng được những chuyên gia trên thị trường không? Thì họ đều trả lời không, nhưng mà tôi lại hỏi lại với tại sao lại cứ đầu tư, và tôi nghĩ là ăn được, đúng không ạ? Thì những cái đó rất là nguy hiểm. Cái nghĩ đó thì có thể nó ăn được một lần, nhưng mà nó không thể ăn được nhiều hơn, và gần như chắc chắn là một vòng thì mọi người sẽ về trắng tay. Tức là có một thống kê của công ty chứng khoán không chính thức lắm, nhưng mà 2.5 năm, đúng không anh? Đâu, khoảng 1.89 năm thôi là vòng quay nhà đầu tư chỉ chưa đến 2 năm. Tức là nhà đầu tư trung bình chưa vào thị trường chưa đến 2 năm thì đã xin phép đi về rồi, bởi vì bị nó lột sạch quần áo rồi ở trên thị trường. Đó, thì đấy là một cái điều rất nguy hiểm. Và tôi xin nhắc lại, cái việc khắc phục ở đây là chúng ta hãy tinh, tĩnh, tịch. Đó, tóm gọn như vậy để quý vị có thể dễ nhớ. Rồi tiếp theo,
muốn đạt được cái thành tựu lớn qua ba cái chữ ấy, thì chúng ta đối với thị trường chứng khoán nói chung ấy, thì chúng ta cần phải dựa trên cơ sở định giá làm nền tảng cho mọi quyết định. Quý vị lưu ý nhé, tôi chưa thấy một cổ phiếu nào định giá rẻ mãi trên 2 năm. Đó, nếu cổ phiếu định giá rẻ trên 1 năm là tôi có rồi, và thậm chí tôi nắm rồi, nhưng mà tầm trên 2 năm thì chưa bao giờ tôi thấy. Thế thành ra cổ phiếu mà nó cứ rẻ thì lại là cơ hội là chúng ta lại nhặt vào được rất nhiều các cổ phiếu tuyệt vời. Ví dụ như ở cái cộng đồng tích sản của AZFIN Việt Nam cùng với khoảng hơn 5.000 nhà đầu tư ấy, thì vừa rồi ví dụ từ đầu năm đến khoảng tháng 6, tháng 7, cổ phiếu VHC nó cứ từ 40 lên 45, 46, nó lại xuống 35, lại xuống lên 43, 44, lại xuống 35, nhưng nó rất rẻ. Thì nhà đầu tư mà mất kiên nhẫn đi, họ lại ức chế, họ lôi ra họ bán sạch thì lại rất nguy hiểm. Thế rốt cục là từ tháng 7, tháng 8, tháng 9 đến nay nó đã tăng lên đến gần 60.000 đồng, tức là tăng khoảng gần 50%, tỷ suất rất tốt, đúng không? Mấy lần đó. Thì miễn là định giá rẻ thì nó sẽ tăng giá. Do đó mọi quyết định đầu tư nên dựa vào định giá làm nền tảng, đúng không? Và cái tinh tĩnh tỉnh ở đây là trang bị kiến thức thực tiễn và phù hợp. Thứ hai là đầu tư không bị ngoại cảnh tác động thì nó mới gọi là tĩnh được, đúng không? Rồi là cần cảnh giác cao độ và tuân thủ kỷ luật, tức là chúng ta cần phải tỉnh táo. Đấy là những cái tôi chia sẻ. Thì ngoài ra thì chúng ta cần phải có một cái tư duy và hành động nó phù hợp. Thì như thế nào thì mời mình có thể chia sẻ được không? Tức là khi mà chúng ta làm bất cứ việc gì hoặc là đầu tư trên thị trường thì chúng ta nên đặt mục tiêu lớn. Tại sao lại phải đặt mục tiêu lớn? Bởi vì thường thường mọi người nếu mà tham gia thị trường, mọi người luôn đặt mục tiêu là T3, T5 hay là vài tháng để ra thị trường, thì khi đấy chúng ta sẽ để ý rất nhiều câu chuyện ngắn hạn. Chúng ta sẽ để ý là nào là tháng tới ngành nào sẽ chạy, hoặc thậm chí là 3 phiên tới cổ phiếu nào sẽ trần. Quan trọng là chúng ta không thể đoán được điều đấy. Đấy là sự thật. Nên là chúng ta đặt mục tiêu lớn, thì khi chúng ta đặt mục tiêu lớn chúng ta sẽ có cái view rất lớn, và chúng ta sẽ làm việc và để ý những cái view lớn đấy, những thứ có thể kiểm soát được. Và muốn làm được điều đấy chúng ta phải làm những bước rất nhỏ, học từ những thứ rất bé thì mới có thể hình thành ra được cái kỹ năng để thực hiện cái mục tiêu lớn đấy. Đúng rồi, thì để chúng ta thành công ở bất kỳ lĩnh vực nào thế thôi, không cứ là riêng chứng khoán đâu. Bất kỳ lĩnh vực nào muốn thành công lớn thì chúng ta cần phải có tư duy lớn đấy, đặt mục tiêu rất lớn lao đấy. Nhưng mà hành động này phải từng bước một cách vững chắc, thì khi đó chúng ta mới phân biệt giữa người thành công và đa cấp, đúng không ạ? Đa cấp thì đặt mục tiêu rất lớn nhưng mà chả biết làm cái gì cả, đúng không ạ? Còn người thành công đặt mục tiêu lớn, họ làm từng bước rất vững chắc. Ở Việt Nam thì chúng ta có thể thấy rất là nhiều các tỷ phú đô la. Thì với những cái thống kê của AZFIN chúng tôi thì không chính thức đâu, thì kể cả tài sản ngầm thì ở Việt Nam chúng tôi tính toán đâu đó cũng không dưới 150 tỷ phú đô la đâu. Và chúng ta có rất nhiều các doanh nhân tầm cỡ khu vực, thậm chí có một vài doanh nhân tầm cỡ thế giới, họ tư duy rất lớn và họ hành động rất vững chắc, từ đó họ đạt được những cái thành công rất lớn lao. Tương tự như thế ở trên thị trường chứng khoán cũng thế thôi, chúng ta phải đặt mục tiêu nghiêm túc, mục tiêu lớn, thì khi đó chúng ta mới thực sự coi trọng nó và nghiêm túc với cái mục tiêu đấy. Thì chính vì thế cho nên chúng ta mới tích lũy kiến thức và chúng ta tập trung vào đó, thì tìm ra được cái gọi là chén thắng trong đầu tư thì lúc ấy mới chiến thắng được. Còn nếu quý vị cho rằng ôi chứng khoán nó cũng như đánh đề vào chơi tí, thì tất nhiên quý vị không nghiêm túc với nó, đúng không? Quý vị sẽ không có những cái chuẩn bị hay không có những cái gọi là học hỏi này kia vân vân để cho nó hiệu quả, thì từ đó nó sẽ là thất bại từ từ gì đó. Thì bên cạnh đó thì ở trên thị trường chứng khoán nó không có chuyện ngày 1, ngày 2 có thể trở thành chuyên gia được, đúng không? Và không phải là IQ 200 có thể chiến thắng trên thị trường nào. Một ví dụ rất rõ là Newton, ông đã từng nói, đúng không? Ông có thể tính toán sự dịch chuyển của các thiên thể, nhưng ông không thể tính toán được cái tâm lý của đám đông trên thị trường chứng khoán. Và ông ấy đua theo là ông ấy cũng đã bị đứt, đúng không? Thì đấy là một cái cách khắc phục cũng rất là tuyệt vời. Bổ sung những phụ bằng một chút là, tức là Buffett có một câu là trong đầu tư là khí chất quan trọng hơn tài năng, quan trọng trí tuệ. Tức là thế giới này rất nhiều người thông minh, nhưng mà hầu hết họ có thể là khí chất nó không phù hợp với việc đấy. Họ luôn muốn mọi thứ nhanh và ra vào liên tục. Thì chính vì vậy những người chiến thắng thị trường này nó vẫn khá ít. Ok, đúng vậy. Vậy thì tiếp theo là cách khắc phục tiếp theo. Đó, cái cách khắc phục gọi là AZFIN đưa ra là 5 đúng thì như thế nào, thì mời Minh có thể chia sẻ đến quý nhà đầu tư. Thì quay về câu chuyện là đấy là đặt mục tiêu đúng, thì chúng ta khi mà vào thị trường chúng ta phải đặt mục tiêu là đấy là một kênh tích lũy tài sản,
để cho dài hạn chứ không phải là việc ngày một ngày hai. Thì từ cái mục tiêu đúng đấy, chúng ta sẽ luôn luôn học hỏi hàng ngày và chúng ta nghiêm túc với điều đấy. Tiếp đến là chúng ta đặt câu hỏi đúng. Đúng đấy không phải là 3 ngày sau hay 5 ngày sau hay 1 tuần sau hay tháng sau tôi nên all-in cổ phiếu nào, mà đấy là view lớn kinh tế, view lớn về vĩ mô là 3 năm tới, 5 năm tới, 10 năm tới thị trường chứng khoán sẽ như thế nào và tôi có thể đầu tư vào thị trường được không. Tiếp đến là khi mà chúng ta nhìn được một view về vĩ mô rồi thì chúng ta phải chọn cổ phiếu đúng. Mình phải nhìn theo doanh nghiệp đấy là có đội ngũ ban lãnh đạo như thế nào và cái ngành nghề đấy, cái cách làm họ có thể đi dài cùng với nền kinh tế được không. Và cuối cùng là hai cái cùng đấy là định giá cổ phiếu. Một tài sản đôi khi là có thể tệ nhưng mà giá nó quá rẻ so với vị thế của nó thì là cũng là một khoản đầu tư thành công. Và đôi khi là cổ phiếu có thể rất tốt nhưng mà giá nó đang ở rất mức hợp lý thì chúng ta có thể đầu tư vào những thứ như thế để định giá. Còn nếu mà đôi khi có những món hàng rất tốt nhưng mà giá nó đã phản ánh toàn bộ rồi thì khi mua vào chúng ta không có lợi nhuận. Và có một câu khá nổi tiếng của gia tộc Rothschild đấy là khi thị trường đổ máu hãy mua vào ngay khi đó máu vào. Vâng, đây là cái năm tiêu chí gọi là năm đúng của S&P Việt Nam đưa ra để hỗ trợ quý vị làm sao chúng ta đạt được cái hiệu quả cao trong đầu tư, đúng không? Mục tiêu là phải lớn lao đã, nhưng mà thì lúc ấy chúng ta mới bỏ công sức, chúng ta tập trung, chúng ta tìm hiểu nó kỹ, thành quả nó mới đến được, đúng không? Đúng rồi. Còn câu hỏi đúng như mình đã chia sẻ đấy thì nó phải là có một cái tầm nhìn xa, tương lai dài, liệu nó có hấp dẫn, nó có tốt không, nó quan trọng không, thì khi đó chúng ta đầu tư mới đầu tư, đúng không? Và lựa chọn cổ phiếu đúng thì là phải những cái cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng mạnh, bền vững trong tương lai về kết quả kinh doanh, chứ không phải là cứ nhìn vào biểu đồ tăng mạnh là cổ phiếu tốt lựa chọn, không hề, đúng không? Cái gốc của vấn đề là doanh nghiệp có làm ăn đúng không? Từ cơ sở quyết định là tính giá, đúng không? Quan trọng nhất mọi người phải cho nó thời gian để nó tăng giá chứ không thể là bắt nó ngày một ngày hai là cái doanh nghiệp cần thời gian. Vâng, ok. Vậy thì đây thì mình có thể chia sẻ một chút về cái chiến lược tích sản cổ phiếu được không? Thì quay về với chiến lược tích sản cổ phiếu thì thường chúng ta tham gia thị trường chúng ta không phải là những người không chúng ta là những người không chuyên. Có một thống kê là ví dụ như mỗi người đầu tư 10 triệu đồng từ năm 2000 tích lũy hàng tháng thì sau 21 năm vào thị trường Việt Nam, tức là mọi người mua bất chấp đỉnh và đáy luôn, tức là cứ hàng tháng bỏ 10 triệu mua vào bộ chỉ số chung thì chúng ta đã có được hơn 17 tỷ. Thì em nghĩ đấy là một tỷ suất cũng khá là cao anh nhỉ, không phải là quá rất thấp cao luôn đấy chứ không phải cao luôn, có thể là ngang với mặt bằng chung của đất, mặt bằng chung của đất toàn nước trong trong thời gian đấy. Hoặc là mọi người bắt đầu mua từ tháng 7 10 triệu thì sau 14 năm mọi người cũng đã hơn được 5 tỷ 6 rồi, 5 tỷ 7 rồi. Đúng rồi thì thực sự mà nói cái chiến lược tích sản cổ phiếu nó mang lại cho chúng ta nó bớt đi cái cảm xúc của chúng ta. Tức là hàng tháng chúng ta cứ mua cổ phiếu, cứ mua đấy, thì sau một thời gian dài thì chúng ta được mua một lượng mỗi mức giá trung bình đó. Thì thị trường chứng khoán nó dựa trên nền kinh tế, nếu nền kinh tế tốt thì thị trường chứng khoán nó sẽ luôn đi lên và chúng ta lại nhận cổ tức, thế thành ra hiệu quả của chúng ta tương đương với thị trường nó rất là tốt, nó tránh cảm xúc. Và thông thường như chúng ta đã phân tích ở phía trên ấy, nhà đầu tư cá nhân thường rất cảm xúc, thế thành ra họ thường đu đúng đỉnh và bán đúng đáy, đó là một điều rất nguy hiểm. Còn nếu là với cái cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính của S&P Việt Nam, quý vị này còn được đưa ra cái giá gọi là ngừng tích sản đâu và chọn lọc cổ phiếu nữa. Đúng rồi, chọn lọc cổ phiếu rất kỹ, rất tốt, có giá ngừng tích sản, thế là khi quý vị mua là giá rẻ rồi, không phải mua đỉnh nữa đó. Rồi đến lúc có cái giá cân nhắc bán là quý vị bán chắc chắn được giá cao, thế thành ra hiệu quả lợi suất đâu đó chúng tôi đây qua một năm vừa qua cũng đó, như là qua cái thời gian nhiều năm tôi tự làm cho mình thì cái lợi suất đầu đó cao gấp khoảng 2 lần thị trường. Ví dụ thị trường tăng khoảng 14% thì nó phải được khoảng 28%. Đó thì cái phương pháp này cũng mang lại cái hiệu quả rất cao. Nếu quý vị không thể chuẩn bị được cho mình những cái nền tảng kiến thức vững chắc để có thể tự mình chiến đấu một cách bền bỉ thì tốt nhất là hãy tham gia tích sản cổ phiếu thì lúc đó nó sẽ rất là hiệu quả. Đúng không? Đó. Thì ngay cả cái chuyện đây, điều gì sẽ xảy ra nếu mà quý vị tích sản cổ phiếu, quý vị năm nào cũng mua đúng đỉnh cơ. Đây giả định là năm nào mua đến đỉnh từ năm 2001 đúng không? Thì trường hợp xấu nhất đúng không? Xấu nhất luôn. Đúng rồi. Thì vẫn được lãi suất đâu đấy phải gần 10%, cao hơn lãi ngân hàng khoảng 2-3% trong cùng thời điểm đấy. Tức là kênh đầu tư này theo một cách mua toàn thị trường chung đúng không anh? Thì nó đã cũng mang lại lợi suất thế, nhưng mà chúng ta thử nghĩ nếu mà chúng ta tham gia cộng đồng tích sản nhé, chúng ta mua những cổ phiếu gần như là top đầu nền kinh tế,
sau đấy được một mức giá hợp lý và chúng ta tích như thế thì chắc chắn là mức lợi suất em nghĩ là cũng phải được 15, hơn 15% một năm. Thực tế là được gần 30% đấy, đúng không ạ? Rất cao. Còn tất nhiên là từ tháng 10 năm ngoái đến nay nó là thị trường uptrend, nó thuận lợi hơn. Nhưng mà chính vì thuận lợi thế hơn để tính lợi suất ra đâu khoảng 70-80% ấy. Nhưng mà nó đấy là thuận lợi, còn nếu không thuận lợi thì tôi nghĩ rằng là nó vẫn đánh bại index. Đấy, về trung bình thì nó sẽ có thể gấp đôi index nếu mà chúng ta tuân thủ theo cái phương pháp tích sản như thế. Tức là tích sản dựa trên những cổ phiếu tốt đã được chọn lọc kỹ này, với cái giá chắc mức tích sản, tức là giá hợp lý mới mua, không hợp lý không mua. Rồi đến một cái mức giá cao nào đó thì lên bán chứ không phải là mua tiếp, thì hiệu quả nó mang lại rất là cao, đúng không ạ? Và nó phù hợp với nhà đầu tư cá nhân, đúng không? Đúng rồi. Còn đối với những việc mà quý vị mà muốn lựa chọn cổ phiếu riêng lẻ đi thì mình có thể chia sẻ đến quý vị các cái tiêu chí lựa chọn một cổ phiếu riêng lời tốt được không? Thường thì mọi người là muốn chọn thời điểm nhiều hơn là chọn cổ phiếu, nhưng mà thống kê của không chỉ thị trường Việt Nam mà cả thị trường thế giới thì khi mà mọi người chọn ra những bộ cổ phiếu tốt nhất và mua mức giá hợp lý thì trong dài hạn nó luôn luôn đánh bại gần tất cả các chỉ số và mang lại lợi suất rất tốt. Thì có ba cái mà Adam Pin đưa ra, đấy là tăng trưởng cao và bền vững và quản trị công ty tốt, thì như thế chúng ta mới tin tưởng giao tiền cho người lãnh đạo được, có cùng một định giá là rẻ, thì nó sẽ cho là có một cổ phiếu sinh lời rất tốt trong dài hạn. Và quan trọng quý vị nhớ là trong dài hạn. Đúng rồi, nếu mà cổ phiếu đáp ứng được cả ba tiêu chí trên thì rõ ràng là một cổ phiếu sẽ sinh lời rất tốt cho quý nhà đầu tư. Và đây là cũng là cái thực tế mà nó chứng minh qua cái sự thành công của rất nhiều các nhà đầu tư huyền thoại, cũng như qua cái trải nghiệm của AZFIN Việt Nam chúng tôi trong cả chục năm qua. Đó, thì đấy là những cái lý do mà chúng tôi chọn. Và ngay cả những cái cổ phiếu chúng tôi đã từng đưa ra đầu tiên, ví dụ như FPT này, MRI này, đúng không? Thì tới Di Động này, Hòa Phát này, Techcombank, MB, ACB, đúng không? VicoStone, thì đều là những cái cổ phiếu chúng tôi dựa trên cái việc lựa chọn rất kỹ càng như thế. Và định giá. Nó mang lại cái hiệu quả rất cao, đúng không ạ? Mình có thể chia sẻ cho quý vị thêm về cái thị trường chứng khoán Việt Nam quá khứ, hiện tại và tương lai như thế nào, được không? Thì chúng ta đang bàn đến vấn đề về tâm lý, tức là chúng ta luôn luôn biết là câu rất nổi tiếng của Warren Buffett là mua vào khi mà thị trường sợ hãi. Thì nhưng mà vấn đề là như nào là thị trường sợ hãi? Thì chúng ta phải quay vấn đề là định giá của tài sản. Thì mọi người có nhớ lại là lấy năm gần nhất đi, khi mà cuối tháng 3 năm 2020, tức lúc đấy, lúc em nhớ là một thứ rất kinh hoàng. Rất kinh hoàng, và lúc đấy là khi mà ra tin lockdown thì cũng là cái lúc mà thị trường bán tháo cuối cùng. Và PE của index lúc đấy nó về quanh 10 lần, thì em có xem lại lịch sử thì cái PE 10 lần đấy nó cũng là vùng nền gần như là thấp nhất của toàn thị trường 20 năm qua. Hay là mọi người nhìn đợt tháng 7, tháng 2020 hay tháng 1 và 2021, hoặc thậm chí gần nhất là vào tháng 7 2020, tháng 7 2021, thì khi mà PE nó về vùng khá là hấp dẫn thì mọi người lúc đấy vẫn hô là về 700-800, lúc đấy mọi người rất sợ hãi. Thì chúng ta luôn luôn phải để ý là đầu tiên chúng ta phải nhìn nền vĩ mô của nền hay không, mặt bằng lãi suất và triển vọng dài hạn, cuối cùng là định giá của... Như vậy là kết luận trong tương lai như thế nào nhỉ? Vâng, thì chắc là phải sang một slide tiếp theo chúng ta nhìn view tương lai thì, ok, quý 3 vừa rồi chúng ta là có quý tăng trưởng âm khoảng hơn 6%, là thấp nhất trong vòng 20 năm qua. Nhưng mà chúng ta phải nhìn thấy là nhà nước đã thay đổi chính sách của anh Phổ từ không Covid sang sống chung Covid, nên là khả năng là đây là cái vùng trũng nhất của thị trường, và giá nó đã phản ánh hết vào trong tháng 7, tháng 8 rồi, được sụt giảm rồi. Khó khăn tiếp theo là người dân thu nhập thấp hoặc là không ổn định, thì chúng ta cũng đã thấy rất nhiều báo đài rồi. Nhưng quan trọng chúng ta phải đầu tiên chúng ta nhìn tương lai, đúng không anh? Thì nếu mà vaccine tiêm được như kế hoạch và các chính sách hỗ trợ thì mọi người nên hiểu là thị trường chứng khoán là gồm những doanh nghiệp hàng đầu nền kinh tế. Họ sẽ chiếm một thị phần và tận dụng mọi thứ tốt nhất sau khủng hoảng. Đầu tư công sẽ là được rà soát và giải ngân mạnh trong 2021-2022 như chúng tôi bàn luận trong chương trình lần trước. Và quan trọng trong biến của cổ phiếu sẽ có hai biến chính. Một là lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng. Thì hai cái đầu, nó một và hai nó đã củng cố điều đấy. Cái thứ ba là mặt bằng lãi suất hạ xuống rất thấp. Thì khi mà lãi suất thấp thì chúng ta sẽ phải đem tiền ra để đi kinh doanh đầu tư, đúng không anh? Gửi ngân hàng rất hấp dẫn hơn. Quay về vấn đề định giá của thị trường, đấy là hai luận điểm cho thấy là mặt bằng vĩ mô tương lai sẽ rất tốt. Quay về định giá của thị trường thì PE forward trong năm 2021 chỉ là 16 lần, và em nhớ là 16 lần chính là gần như là nền thấp nhất của giai đoạn 2016-2020. Còn định giá chúng ta đang khá là hấp dẫn, khá là rẻ so với quá khứ.
tiếp đến là PE forward cho 2022 nhiều tổ chức dự báo là lợi nhuận tăng trưởng khoảng 20%, 25%. Vâng, đúng không? Thì PE nó sẽ về đâu đó 13 dưới 13 lần. Và 13 lần có lẽ là nền ngang với nền khủng hoảng thời kỳ trước. Ok, như vậy là với những cái nền tảng hỗ trợ từ cái kinh tế vĩ mô tốt, đúng không? Lãi suất cái thứ thấp, thì vừa rồi lãi suất của Việt Nam và cái lãi suất trái phiếu chính phủ 10 năm đâu đó có khoảng 2.1% thôi. Nó thấp hơn rất nhiều, rồi Ấn Độ 6%, Philippines cao hơn, rồi lại Indo 5-6%, rất nhiều các nước. Ở Thái Lan thì nó cũng chỉ thấp hơn chúng ta một chút xíu thôi, đúng không? Thì như vậy với cái mức lãi suất thế thì nó hỗ trợ rất tốt cho thị trường chứng khoán. Từ việc lãi suất thấp thì yêu cầu chứng khoán thấp, yêu cầu lợi suất thấp thì định giá sẽ cao, đúng không? Rồi là giá vốn doanh nghiệp thấp thì tuy ra cái chi phí tài chính nó cũng hỗ trợ thấp, đúng không? Đó. Rồi là định rồi là lãi suất thấp thì người ta sẽ không gửi ngân hàng, người ta bác thì người ta đầu tư thêm các cái kênh khác. Đó, ví dụ như cổ phiếu chẳng hạn, đúng không? Thì như vậy thì mình cũng đã chia sẻ về cái triển vọng thị trường đánh giá trong tương lai, như vậy là rất là tốt, đúng không? Thì tôi cũng rất đồng quan điểm với cái vấn đề này. Ngoài ra thì với cái việc là thị trường chứng khoán hoàn toàn có thể được nâng hạng trong năm 2023. Có thể nhé, thật sự rất cao đấy, bởi vì trong bộ 9 tiêu chí để có thể nâng hạng ở thị trường chứng khoán Việt Nam thì chúng ta đạt 8 tiêu chí và các tiêu chí chúng ta vượt rất xa luôn, rất nhiều tiêu chí chúng ta vượt rất xa, có duy nhất một cái tiêu chí thì chúng ta chưa đạt thôi. Thì trong tương lai thì rất có thể là chúng ta sẽ sớm đạt được cái tiêu chí này. Thì việc sớm được bao nhiêu thì chúng ta sẽ được nâng hạng sớm bấy nhiêu. Còn nếu mà chính phủ mà vẫn không giải quyết được vấn đề này thì nó có thể kéo dài hơn 2024-2025. Nhưng mà chính cái kéo dài nó lại là một cái điều rất thú vị, thì tức là câu chuyện vẫn còn đó, đúng không ạ? Thì cho nên là thị trường chứng khoán cũng sẽ vẫn còn tốt đẹp khá lâu dài, đúng không ạ? Và cái quan trọng nhất là cứ định giá mềm, định giá là một điều khá tốt, đúng không ạ? Và trên đây là các cái chương trình của chúng tôi có phát, quý vị và các bạn hãy ghi nhớ và để theo dõi thường xuyên, có những cái kiến thức nền tảng tốt hơn. Thì sau đây là chúng tôi cũng xin trả lời một số cái câu hỏi của quý vị ở đây, đúng không? Đó là tiêu chí lựa chọn cổ phiếu của cộng đồng tích sản như thế nào, đúng không? Về vấn đề này thì tôi xin phép trả lời luôn vậy. Thì tiêu chí lựa chọn cổ phiếu của cộng đồng tích sản là chú ý đầu tiên là lợi thế cạnh tranh phải rất mạnh nhỉ? Nhưng mà theo thiên hướng đó là bình thường, không nhất thiết là phải tăng trưởng. Nếu tăng trưởng được thì rất tốt, nhưng mà quan trọng nhất của tích sản là lợi thế cạnh tranh phải theo thiên hướng bền vững. Còn nếu có tăng trưởng rất tốt, đấy là thứ nhất. Thứ hai là quản trị công ty đặc biệt được chú ý, đó là họ phải có chất lượng quản trị công ty tương đối tốt rồi đấy. Và thứ ba là chúng tôi cũng phải đưa ra là định giá, cùng định giá nó hấp dẫn thì lúc ý chúng tôi mới đưa vào để tích sản, còn không thì sẽ không được đưa vào tích sản. Vâng, có anh Tuấn có hỏi về có cái phương pháp đầu tư nào mà có thể học nhanh hơn một chút không? Thì AZFIN cũng có một cái chương trình, đó là có một cái bộ clip về cái phương pháp gọi là đứng trên vai người khổng lồ. Nhưng mà cái đòi hỏi thì quý vị cũng phải chịu khó tìm hiểu về thị trường chứng khoán một chút thì quý vị mới áp dụng được phương pháp này. Với phương pháp đứng trên vai người khổng lồ thì ở trên academy.azfin Việt Nam thì có trên trang web của chúng tôi có, thì quý vị có thể vào đấy đăng ký mua. Nó cũng rất rẻ thôi, đâu đó nó dưới 1.000.000 thôi. Thì cái phương pháp đó thì gọi là đứng trên vai người khổng lồ. Tức là chúng ta muốn trở thành người khổng lồ thì cái cách nhanh nhất là đứng trên vai họ, đúng không? Tận dụng những cái kiến thức của họ, vân vân của họ, để từ đó chúng ta biến cái kiến thức ý thành của mình và mang lại cái giá trị, cái hiệu quả rất cao. Và thực tế là rất nhiều các anh chị nhà đầu tư lớn, những cái người gọi là lãnh đạo các doanh nghiệp thì đến với AZFIN Việt Nam, thì AZFIN Việt Nam chúng tôi cũng hỗ trợ một phần. Tất nhiên cái tư duy, cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm các anh chị rất là mạnh rồi, thì chúng tôi hỗ trợ một phần. Đâu đó chỉ hơn một năm qua, cái lượng tài sản các anh chị kiếm được từ đầu tư nó bằng toàn bộ mấy chục năm qua các anh chị tích lũy. Đó, bởi vì năm vừa rồi rất là thuận lợi, và nếu mà ở điều kiện bình thường thì chúng tôi tin rằng thì 3 năm tốt được thì nó cũng là một cái gì đó rất là tốt để quý vị có thể tham gia. Đó, và nhiều anh chị lại hỏi là ok. Vâng, có anh này chia sẻ là đổi màu của trần sàn vân vân các thứ sẽ làm thay đổi tâm lý. Thực sự là đó cũng chỉ là một phần tác động đến tâm lý thôi. Nhưng mà rõ ràng chúng ta nhìn thấy màu tím ấy, màu xanh tăng ấy, thì nó có cái gì nó thích mắt, đúng không? Còn màu vàng thì nó trầm hơn, màu đỏ thì nhìn nó thê thảm đấy.
Nhưng mà hình như là có một vài app chứng khoán hình như là đổi thành trắng đen rồi sau những ngày anh. Đúng rồi, có những cái app của các công ty chứng khoán đổi thành trắng đen thì quý vị có thể vào cái app ấy để đỡ phải cái dao động này vì cái màu đó nhé. Thực tế cái màu đó là nó có tác động đấy ạ. À, ok. Vâng, để tôi xem ạ. Vâng, có một câu hỏi là theo các anh thì qua báo cáo tài chính ta có biết được tư duy của lãnh đạo không? Mong hai anh giải đáp. Thì cái này mình có thể chia sẻ thêm một chút được không? Em kinh nghiệm chưa nhiều lắm nhưng mà thường thì chúng ta sẽ biết được bởi vì là thường thường tính cách của họ thì cũng phản ánh vào việc họ làm doanh nghiệp. Tức là ví dụ lãnh đạo nào mà có vay nợ khá là lớn thì chứng tỏ là họ rất máu me trong việc làm các dự án rủi ro khá cao. Hay là quay về câu chuyện, nhất là câu chuyện của Hòa Phát. Tức là Hòa Phát thì em có theo dõi đâu đó khoảng 5-7 năm thì trong cấu trúc vay nợ của Hòa Phát nó có thể tối ưu hơn nhưng mà Hòa Phát vẫn không vay, mà thậm chí là chủ yếu vay để đem tiền đầu tư tài chính ăn chênh lệch giá, thì cũng cho thấy một điều là bác Long là một người rất là chắc chắn. Chắc. Và những gì bác đã nói thì có lẽ cũng đã phản ánh qua con số của Hòa Phát. Và thì về cơ bản báo cáo tài chính nó biết cho chúng ta biết một phần. Phần đó là chúng ta nhìn vào các cái cơ cấu vốn, nhìn vào việc chia cổ tức như nào, nhìn vào việc trích phúc lợi khen thưởng vân vân như nào thì chúng ta đánh giá được một phần. Tuy vậy để đánh giá được cái quản trị lãnh đạo ấy, thì nó phải là một cái chu trình rất là nhiều, đó là gồm 6 tiêu chí. Bộ 6 tiêu chí này thì AZFIN cũng có cung cấp và phân tích rất rõ ở trong cái chương trình phân tích và định giá cổ phiếu cao cấp, thì nó phải mất một cái quá trình thời gian chúng ta nghiên cứu thì cuối cùng chúng ta mới đưa ra. Nào thì liên quan đến cái việc chính trực tận tâm này kia, rồi liên quan đến cái hiệu quả kinh doanh, rồi liên quan đến cái vấn đề ứng dụng công nghệ, rồi liên quan đến sử dụng con người, thì lúc ấy nó mới đánh giá được cái toàn diện cái vấn đề đó. Và tiếp theo có chị Nguyễn Thị Thơ hỏi là Phục đánh giá sao về dòng dầu khí và giá dầu thế giới đang tăng mạnh. Thì đúng như chị vừa nói đấy, giá dầu đang tăng mạnh đúng không? Tăng mạnh thì như vậy nó có những cái tác động ngắn hạn về các cái dòng dầu khí. Đúng ạ, nhưng mà Phục thấy rằng là dòng dầu khí thì nó mang tính chất là đầu cơ. Cứ thấy giá dầu tăng nên không cần biết là doanh nghiệp được hưởng lợi hay không, mà cứ liên quan có chữ dầu là nó tăng giá. Và quan trọng là gần như không ai dự đoán được giá dầu đúng không anh? Đúng rồi, cái điều đó rất là khó thì AZFIN lại không đánh giá. Còn về lâu về dài thì cũng chia sẻ với chị cái hiệu quả kinh doanh của dòng dầu khí thì về cơ bản thì có một số con rất tốt hơn, còn lại thì rất kém. Ví dụ gas thì cũng khá tốt, khá thôi nhưng không phải xuất sắc bởi vì nó không tăng trưởng nhiều nữa. Đúng không? Hay là PVS thì cũng tương đối tốt. Còn lại thì rất nhiều con thì chủ yếu là rất là tệ và nó mang tính chất đầu cơ rất là cao. Thế thành ra là AZFIN cũng không chú ý nhiều đến cái câu chuyện này. Và tiếp theo thì tuy có rất nhiều câu hỏi nhưng mà Phục xin phép là trả lời cái câu hỏi cuối cùng của anh Tuấn về liên quan đến gọi là cái cổ phiếu ngân hàng thì nợ xấu có ảnh hưởng nhiều không? Thì chúng tôi vừa có một clip trên YouTube ấy, đó là nói về cái nợ xấu ngành ngân hàng ấy, thì quý vị có thể lên để xem. Thì về cơ bản tất nhiên là Covid xảy ra thì các doanh nghiệp khó khăn thì nợ xấu sẽ tăng rồi, nhưng mà cái nợ xấu này thì nó sẽ tác động dài hay không thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái đà phục hồi nền kinh tế. Tuy vậy thì chính cái lúc xấu nhất ấy, bây giờ nhưng mà cái tỷ lệ nợ xấu nó cũng chỉ bằng có đủ 1/3, 1/4 so với 2012-13 thôi. Thế thành ra chúng tôi đánh giá là có tác động xấu, nhưng mà về mặt định giá thì nó vẫn tương đối hấp dẫn. Quay về đầu tư là câu hỏi đặt ra là giá đã phản ánh hay chưa. Thì em nghĩ là giá bây giờ phản ánh khá nhiều của ngân hàng, ở đây thì cái tích lũy khá tốt ngân hàng mình chọn lọc. Vâng, ok ạ. Trên đây là những cái nội dung về của cái chương trình AZ Talk số 3 liên quan đến tâm lý nhà đầu tư, tâm lý đám đông và cái cách khắc phục, thì rất là mong là hy vọng rằng nó sẽ giúp ích được rất nhiều cho quý vị để áp dụng vào đầu tư để hiệu quả hơn. Và xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị vào những lần sau.